chuẩn bị đại chiến Liverpool ở vòng 12 giải ngoại hạng Anh cuối tuần này nên rạng sáng nay mùng 7 tháng 11 giờ Việt Nam, khi Man City làm khách ở Italia đối đầu Atalanta, huấn luyện viên Pep Guardiola đã quyết định để Gabriel Jesus đá tiền đạo cắm ở đội hình chính thay Sergio Aguero. Do sân nhà chính của Atalanta là Atleti Ajuri de Italia đang trong quá trình cải tạo, còn sân Gai mà họ sử dụng thời gian qua ở Serie A không đáp ứng đủ điều kiện của UEFA nên đội bóng thành phố Bergamo này đã phải mượn sân Giuseppe Meazza, San Siro, ở Milano làm đại bản doanh tiếp đón Man City ở lượt trận thứ tư bảng 100 Champions League. Ngay phút thứ 7, đội khách đã có bàn mở tỷ số khi Bernardo Silva trọc khe tinh thế trước khi Gabriel Jesus đánh gót điệu nghệ chuyền cho Raheem Sterling sút một trạm nhẹ nhàng trọc thủng lưới đối thủ. Những phút sau đó, Man City vẫn làm chủ cuộc chơi. Phút 40, Sterling bị Toloi kéo áo phạm lỗi và VAR đã xác định điểm phạm lỗi là bên ngoài thay vì trong vòng cấm. Vì thế, trọng tài chính người Ben La Rúc, ông Ale Kobako đã thay đổi quyết định khi cho đội bóng nước Anh hưởng một quả phạt trực tiếp thay vì phạt đền như quyết định ban đầu. Nhưng cũng chính từ tình huống cố định này, Sterling đá phạt và Joseph Ely trong tình huống nhảy lên từ hàng rào đã để bóng chạm tay và một quả penalty đã được trọng tài và VAR trao cho The Citizen. Tiếc là trên chấm 11m, Gabriel Jesus đá phạt đền đưa bóng đi ra ngoài sân khiến đội khách mừng hụt. Sang đầu hiệp 2, Man City bất ngờ thay thủ môn bắc chính Ederson Moraes bằng đồng nghiệp Claudio Bravo. Tai họa bắt đầu đến với đội khách từ đây. Phút 49, Atalanta của huấn luyện viên Gianpiero Gaperini có bàn gỡ hòa 1-1 khi Alejandro Gomez chơi bóng từ cánh trái để Mario Pasalic đánh đầu dũng mãnh. Man City sau đó tung Sergio Aguero vào sân thay Jesus. Dù vậy, chẳng những The Citizen không có thêm bàn thắng mà họ còn chịu thêm tổn thất lực lượng. Phút 81, Bravo nhận thẻ đỏ trực tiếp khi băng ra ngoài vòng 16m50 và có pha cản phá trái phép khi Ely đã rê bóng qua anh và có cơ hội rõ ràng giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Đã dùng hết sạch hai thủ môn đăng ký trong danh sách thi đấu nên huấn luyện viên Pep Guardiola buộc phải rút Riyad Mahrez rời sân để tung hậu vệ phải Kyle Walker vào làm người gác đền bất đắc dĩ.